Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 6.000 cái token PNSR tương đương với 40 đô la nhé. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi chọn Join Airdrop. Và sau đó thì sẽ join vào các nhóm này nhé. Join vào group Telegram. Quay trở lại. Đó, tiếp vào channel. Rồi, quay trở lại follow Twitter này. Chọn theo dõi này. Sau đó thì sẽ like và retweet lại các bài đăng. Rồi, quay trở lại. Rồi tiếp vào Medium. Rồi, mọi người sẽ mở VPN lên này. Rồi chọn follow rồi. Sau đó quay trở lại. Tiếp tục ra vào kênh liên kết và retweet lại bài đăng trong kênh này nhé. Rồi mọi người sẽ tìm đến bài đăng của nó. Đây, mọi người sẽ like và retweet. Và quay trở lại bot. Chọn regist này. Rồi, sau đó mọi người sẽ xác minh hình ảnh cho mình. Tiếp theo nhập địa chỉ email. Rồi, sau đó thì sẽ nhập địa chỉ ví Phantom nhé. Thì cái cách để add cái mạng Phantom này trên ví MetaMask thì mọi người có thể tham khảo trên các kênh YouTube nhé. Giờ đây thì mọi người sẽ vào ví MetaMask cho mình. Thì những cái video ép mạng ấy, mình đã có những cái video ép hướng dẫn ép rất nhiều mạng rồi, mọi người có thể tham khảo và tương tự làm tương tự nhé. Thì hiện nay thì chủ yếu là ép mạng tự động cho nhanh, không cần phải ép mạng thủ công. Thì mọi người cứ vào cái đường link là trainit.org kết nối với ví và sau đó thì đánh tên mạng ra thì nó sẽ tự động kết nối nhé. Rồi mọi người copy địa chỉ này, quay trở lại này, dán vào. Rồi sau đó nhập profiling của Twitter. Tiếp theo mọi người sẽ nhập cái đường link retweet. Rồi quay trở lại Twitter cho mình. Bấm vào ảnh đại diện, chọn mục hồ sơ này. Sau đó chọn tweet và trả lời. Rồi mọi người sẽ kéo lên cái bài mà mọi người đã retweet này. Ở đây bấm vào chia sẻ và chọn sao chép, quay trở lại và dán nó vào. Tiếp tục chọn I have và join. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập cái link profiling của Medium này, copy luôn nhé, dán vào. Thì mọi người sẽ xóa cái username này của nó đi, nhập vào đằng cuối này có chữ A còng đằng sau cho mình. Rồi chọn I have và join, chọn thêm một lần nữa, chọn don, chọn main menu này. Sau đó thì sẽ kiểm tra các thông tin của dự án này bằng cách bấm vào information này. Rồi dự án này thì nó sẽ bắt đầu kết thúc vào ngày 24 tháng 2 và sẽ phân phối vào ngày 15 tháng 3. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.